Sau gần 90 ngày không ghi nhận ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, hôm qua đã xuất hiện các ca nhiễm mới tại thành phố Hồ Chí Minh, kéo theo hàng trăm người phải cách ly, gần 100.000 học sinh, sinh viên phải nghỉ học, nhiều hàng quán, khu phố bị phong tỏa. Điều đáng nói, đây là những trường hợp bị lây nhiễm từ một bệnh nhân đang trong thời gian cách ly. Lỗ hổng nào dẫn đến vi phạm nghiêm trọng này? Kỷ luật cách ly cần phải được chấn chỉnh ra sao để tránh một đợt bùng phát dịch mới? Khách mời ngày hôm nay xin giới thiệu bác sĩ Vũ Ngọc Long, Phó trưởng phòng kiểm soát bệnh truyền nhiễm, Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế. Kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình Vấn đề hôm nay. Sau gần 3 tháng bình yên thì trong những ngày cận kề cuối năm, khi mà mọi người mọi nhà dốc sức để hoàn thành kế hoạch cuối cùng của năm 2020 thì chúng ta lại đón nhận tin không vui. Covid-19 đã quay trở lại với diễn biến được nhận định theo Ban Chỉ đạo Quốc gia là rất nghiêm trọng. Một tiếp viên hàng không vi phạm quy định là tại nơi cách ly tập trung và cả khi cách ly tại nhà đã lây bệnh cho một thanh niên khác. Thanh niên này sau đó lại lây tiếp cho một phụ nữ và một cháu bé 1 tuổi. Sự việc cho thấy lỗ hổng trong việc giám sát quản lý cách ly trước tiên là của hãng hàng không Vietnam Airlines. Đây là điểm cách ly tập trung của đoàn tiếp viên hãng hàng không Vietnam Airlines tại phía Nam. Và đây cũng là nơi mà nam tiếp viên sinh năm 1992 bị lây nhiễm từ một tiếp viên khác, trở thành bệnh nhân số 1342. Vi phạm đầu tiên chính là không chấp hành quy định trong cách ly tập trung. Sau đó, nam tiếp viên này tiếp tục vi phạm trong cách ly tại nhà, dẫn đến lây nhiễm cho một nam giáo viên, trở thành bệnh nhân số 1347. Cho dù cách ly tại nhà thì cũng không được tiếp xúc với người khác, không được ra khỏi nhà, phải mang khẩu trang thường xuyên. Cho nên đây là một cái mắc xích làm cho có khả năng lây lan ra cộng đồng nếu trường hợp cách ly tại nhà mà không tuân thủ đúng cái quy định. Họ ở đâu đi nữa, nếu mình cảm soát không tốt, họ đều có thể là ra ngoài. Ví dụ như mình cách ly tại khu tập trung nhưng mà mình không tiêm số, họ cũng có thể tiếp xúc với người ở ngoài. Nhưng mà nếu họ ở nhà mình kiểm soát tốt thì chắc chắn họ sẽ không thể lây lan cho người khác được. Cho nên cái vấn đề là cái quy trình đó phải được kiểm soát khi mình đã đặt ra. Và mình phải thường xuyên xem nó có lỗ hổng nào hay không để mình điều chỉnh lại. Rõ ràng từ sự thiếu trách nhiệm của một cá nhân, sự thiếu chặt chẽ trong giám sát của một số đơn vị mà hàng loạt địa điểm trong thành phố bị phong tỏa và cả cộng đồng đang phải đối mặt với nguy cơ lây lan trên diện rộng. Thưa ông Vũ Ngọc Long, trong vụ việc vừa xảy ra thì Bộ Y tế đã xem xét trách nhiệm của cá nhân tiếp viên cũng như là của Vietnam Airlines như thế nào? Ngay khi mà nhận được thông tin về cái trường hợp mắc bệnh COVID này thì Bộ Y tế cũng đã rà soát được các cái khâu mà khâu nào bị sai vi phạm. Bộ cũng đã báo cáo và trực tiếp Thủ tướng Chính phủ cũng đã chỉ đạo Bộ Công an cũng tham gia vào điều tra, xác minh đầy đủ những thông tin. Khi có những thông tin đầy đủ hơn thì sẽ phải xử lý theo quy định của pháp luật. Dạ. Nhiều ý kiến cho rằng là cái quy trình hiện nay mà Vietnam Airlines đang áp dụng, tức là tiếp viên hàng không chỉ bắt buộc ở cái nơi cách ly tập trung là 4 ngày. Nếu mà sau 4 ngày đó mà xét nghiệm 2 lần âm tính thì được về cách ly tại nhà. Hiện tại đây là quy định vẫn là đúng quy định, nhưng mà nhiều người cho rằng như thế thì cũng có nhiều rủi ro bởi vì cái thời gian cách ly tập trung quá ngắn. Thì về phía Bộ có lý giải gì không ạ? Thực chất thì hiện nay chúng ta vẫn tồn tại hai cái hình thức cách ly. Một là cách ly tập trung và hai là cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú. Thực chất là khi mà cho phép Vietnam Airlines được phép cách ly tập trung rút xuống ngắn hơn so với lại quy định chung là 14 ngày thì Bộ Y tế cũng đã xem xét căn cứ cái thực tế triển khai cũng như những cam kết của Vietnam Airlines đối với lại việc cách ly, là trong đó là khi các chuyến bay sang các cái chuyến bay quốc tế đi ra nước ngoài là sẽ không nhập cảnh ở nước ngoài và thực hiện là hạn chế tiếp xúc với lại nhân viên mặt đất cũng như là hạn chế tiếp xúc với lại hành khách trên các chuyến bay, áp dụng toàn bộ các cái biện pháp phòng dịch trên chuyến bay. Và đồng thời cũng cam kết cái việc là đảm bảo từng thành viên khi cách ly phải thực hiện đúng các nguyên tắc của ban chỉ đạo. Tuy nhiên là sau cái vụ việc này thì Bộ Y tế cũng đang rà soát lại và chắc cũng sẽ trình ban chỉ đạo một cái phương án mới sớm, là có những cái biện pháp cách ly một cách chặt chẽ hơn và có cái tính là gọi là đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID cách tốt hơn. Dạ. Theo quy định mới nhất của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh thì khu vực cách ly của Vietnam Airlines đã bị tạm dừng hoạt động. Vậy thì những cái khu vực khác của Vietnam Airlines tại những địa phương khác như là Hà Nội thì sao ạ? Phương án là thế nào? Thì đối với Hà Nội thì cũng trên cơ sở cân nhắc đánh giá cái việc thực hiện thì cũng sẽ do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội quyết định. Dạ.
Thường thì trong giai đoạn nước sôi lửa bỏng, công tác phòng dịch sẽ được chấp hành nghiêm chỉnh. Thế nhưng sau một thời gian thì sẽ dần dần có cái sự lơ là chủ quan. Chúng ta còn nhớ là hồi đầu mùa dịch, những người mà bị cách ly tại nhà thậm chí còn bị kỳ thị, không ai dám đến gần nhà. Nhưng mà nay thì bệnh nhân 1342 lại còn rủ cả bạn về ở cùng, thì quả thực là một sự hết sức coi thường quy định phòng dịch. Thực tế, các quy định cách ly tại nhà đã được Bộ Y tế quy định hết sức rõ ràng, trong đó điều kiện tối thiểu là tránh mọi tiếp xúc với người khác. Quy định phòng dịch tại nhà, nơi cư trú. Chấp hành tự cách ly theo đúng thời gian quy định, có cam kết với chính quyền địa phương. Hàng ngày tự theo dõi thân nhiệt và tình trạng sức khỏe, ghi vào phiếu thông báo cho nhân viên y tế xã phường. Thông báo ngay cho nhân viên y tế khi có các dấu hiệu sốt, ho, đau họng, khó thở. Hạn chế ra khỏi phòng riêng, hạn chế tiếp xúc với người khác. Không ra khỏi nơi cư trú trong suốt thời gian cách ly. Thực hiện các biện pháp vệ sinh cá nhân, đeo khẩu trang, rửa tay xà phòng. Không dùng chung vật dụng cá nhân như bát đũa, thìa, bàn chải đánh răng, khăn mặt. Thu gom khẩu trang, khăn giấy đã sử dụng vào túi rác riêng. Không ăn chung, ngủ chung với người khác. Ăn uống đủ dinh dưỡng, tập thể dục nhẹ nhàng. Thưa ông Long, ở đây có một vấn đề đặt ra là chúng ta có hiện tại là hơn 15.000 người đang cách ly tại nhà. Không khỏi có những cái lo lắng rằng là nguy cơ sẽ thế nào nếu như hơn 15.000 người này thiếu ý thức hoặc là không được kiểm soát tốt, thì liệu chúng ta sắp tới sẽ có những cái biện pháp siết chặt thế nào? Chúng ta cũng chia sẻ như chúng tôi cũng nói lúc nãy, thì cái việc cách ly tại nhà và cách ly tập trung là đều trên cơ sở cái đánh giá nguy cơ, chứ không thể nào mà chúng ta cùng lúc cách ly tất cả mọi người trong các khu cách ly tập trung. Chúng tôi cũng mong muốn là tất cả người dân phải luôn đặt cái ý thức cảnh giác với dịch bệnh đến mức cao nhất, và chỉ có như vậy chúng ta mới có thể là phòng bệnh thật tốt và có thể là có những cuộc sống an lành trong thời gian sắp tới. Dạ. Liệu chúng ta có nên lên dây cót hạ lại hay là tái khởi động lại những cái mô hình như đầu mùa dịch, những cái tổ giám sát rồi là những cái đội tuần tra hay là những cái tổ dân phố chẳng hạn, thì chúng ta liệu có nên tái khởi động lại những cái mô hình như vậy không? Thực chất những cái mô hình này thì Bộ Y tế vẫn đánh giá là những cái mô hình tốt, và khi có dịch trong cộng đồng thì đều phải áp dụng những cái mô hình này lại. Đặc biệt là những cái tổ chống dịch COVID cộng đồng đóng vai trò hết sức quan trọng, đặc biệt trong cái việc là giám sát và thực hiện các biện pháp chống dịch của trong các hộ gia đình. Thì tuy nhiên là chúng ta cũng hiểu rằng là kể cả tổ chống dịch có làm tốt đến mấy thì cũng chỉ giám sát đến cửa hộ gia đình thôi, còn cái việc trong gia đình thì vẫn phải có sự ý thức của từng người được cách ly và từng người thân trong gia đình. Dạ, đúng là nếu mà không có ý thức cá nhân thì quy trình chặt chẽ đến đâu cũng không thể nào kiểm soát hết được, đúng không ạ? Từ đầu năm đến nay thì đã có nhiều trường hợp vi phạm quy định phòng dịch bị phát hiện và xử phạt, như là trốn khai báo y tế này, trốn khỏi nơi cách ly, thậm chí là tổ chức sinh nhật trong khu cách ly. Nhưng mà hầu hết thì mới bị xử phạt hành chính. Nhưng theo quy định của pháp luật, những hành vi này hoàn toàn có thể bị xử lý hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng. Cụ thể như sau: nếu như trốn khỏi nơi cách ly, không tuân thủ quy định về cách ly, từ chối trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly hay là cưỡng chế cách ly để phòng chống COVID-19, thì có thể xử phạt hành chính tối đa lên đến 10 triệu đồng. Trong trường hợp mà không làm lây bệnh cho người khác nhưng gây thiệt hại từ 100 triệu đồng trở lên do phát sinh chi phí phòng COVID-19, thì có thể bị xử lý theo điều 295 Bộ Luật Hình Sự, tức là bị phạt 100 triệu đồng hoặc là phạt cải tạo không giam giữ hoặc là phạt tù từ 1 đến 5 năm. Trong trường hợp các hành vi trên lại truyền dịch bệnh cho người khác thì có thể bị xử lý theo điều 240 Bộ Luật Hình Sự, tức là có thể bị phạt tiền lên đến 200 triệu đồng, phạt tù từ 1 năm đến 12 năm tùy theo mức độ nghiêm trọng. Vâng, tôi thấy rằng là nếu mà nói về cái khung hình phạt của chúng ta thì chúng ta có những khung khá là nặng, đúng không ạ, khá là nghiêm khắc rồi, thì có lẽ là ai cũng có một cái cảm giác giống nhau, đó là rất là lo lắng và thậm chí là buồn, rất là buồn bởi vì đã rất nhiều công sức chúng ta bỏ ra để chống dịch nhưng bây giờ dịch vẫn quay trở lại. Nhưng mà nhìn mặt khác thì có lẽ là chúng ta cũng không nên quá hoang mang, bởi vì lần này dịch xuất hiện ở thành phố Hồ Chí Minh là chúng ta xác định được F0 chứ không phải là như lần ở Đà Nẵng, đúng không ạ? So với lại các cái ổ dịch trước đây thì chúng ta cũng thấy là đối với ổ dịch ở thành phố Hồ Chí Minh hiện nay thì chúng ta cũng có một số cái thuận lợi hơn, là chúng ta đã xác định được cái nguồn lây đầu tiên. Và từ cái nguồn lây đầu tiên này thì chúng ta sẽ có cái cơ sở căn cứ để truy xuất những cái người tiếp xúc cũng như tiếp xúc gần. Và trong những trường hợp mà chúng ta có những cái manh mối như vậy thì chúng ta sẽ có cái sự truy xuất mà phát hiện một cách tốt hơn. Còn trước đây vào cái thời điểm, một số thời điểm cụ thể, đặc biệt là trong cái dịp cuối tháng 7 đầu tháng 8
và đầu tháng 9 thì chúng ta đã xuất hiện một số ổ dịch mà không phát hiện được cái nguồn lây đầu tiên thì nó khó khăn hơn rất là nhiều. Và thực tế là trong những cái thời gian vừa rồi chúng ta cũng đã khống chế hoàn toàn được các cái ổ dịch lớn. Và đã có những thời gian mà không có ổ dịch trong cộng đồng thì chúng tôi cũng cho rằng với những kinh nghiệm, với những cái năng lực hiện nay của Bộ Y tế cũng như là của toàn thể hệ thống chính trị thì cũng sẽ sớm được xử lý ổ dịch này. Bây giờ thì mùa đông đang đến, nhất là ở miền Bắc, lại sắp đến Noel rồi Tết Dương rồi Tết Âm. Thì cả về điều kiện thời tiết cũng như là cái điều kiện xã hội là sẽ rất là thuận lợi cho dịch bệnh bùng phát, đúng không ạ? Thế thì khuyến cáo của Bộ Y tế với người dân lúc này là gì ạ? Rất mong là tất cả các cái bộ ngành địa phương luôn đặt mức cảnh giác cao nhất trong cái phòng chống dịch Covid. Toàn bộ người dân thì cũng phải luôn luôn đề cao cái sự cảnh giác, và bản thân mình từng người dân một cũng sẽ là cái thành viên chống dịch của cộng đồng, để mà giám sát những cái trường hợp về từ vùng dịch mà không đủ cái điều kiện cách ly hoặc là nhập cảnh trái phép, để phát hiện ra những cái trường hợp này để có thể phát hiện và xử lý kịp thời. Trong thời gian sắp tới thì mùa đông có thể lạnh, rồi các cái dịch bệnh liên quan đường hô hấp cũng sẽ nhiều lên. Do đó cái bối cảnh này nó sẽ rất rất giống với cái bối cảnh của bệnh Covid, cho đó là chúng ta cũng phải có cái sự cảnh giác nhiều hơn. Tất cả những trường hợp người dân mà có những dấu hiệu như sốt, ho, đau họng, khó thở thì phải đến báo cáo ngay cho cơ sở y tế để có thể lấy mẫu xét nghiệm rồi quản lý kịp thời. Và đặc biệt là những người nào mà có tiếp xúc với lại những trường hợp mà có cái triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh Covid thì cũng báo cáo sớm để có cái việc quản lý cách ly phù hợp. Dạ. Xin cảm ơn ông Vũ Ngọc Long. Thưa quý vị, theo quyết định mới nhất trong chiều ngày hôm qua của Thủ tướng Chính phủ, thì các chuyến bay thương mại đưa người Việt Nam về nước dự kiến trong tháng 12 này sẽ bị tạm dừng để đảm bảo an toàn phòng dịch. Hiện thì ước tính số người Việt Nam tại nước ngoài đang có nhu cầu về nước ít nhất là 60.000 người, tập trung ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc. Nay thì tất cả phải tạm dừng và chưa biết ngày nào có thể trở về. Hàng vạn gia đình sẽ lại phải tiếp tục chờ đợi. Hàng vạn kế hoạch lại bị dang dở chỉ vì sự vô ý thức và vô trách nhiệm của một vài cá nhân. Mỗi chúng ta hơn lúc nào hết cần nâng cao ý thức công dân, mình vì mọi người. Bởi lúc này nó không chỉ là trách nhiệm, nó còn là đạo lý nữa. Cảm ơn quý vị đã theo dõi vấn đề hôm nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.